亲吻乌鸦，就像我陪陌生星空缠了他，时间怎么就走到了晚霞，我们笑着说没有哭了一晚的你的样子，从此都种在我的脑海，月亮下的对白。 It's the most beautiful time of the year, lights fill the streets spreading so much cheerShould be playing in the winter snow, but I'mma be under the mistletoe. Tại sao á? Đơn giản lắm. Vì tiền. Mua được thứ mình muốn mua, yêu được người mình muốn yêu. Tôi không muốn phải nhìn sắc mặt người khác để sống qua ngày. Để sau này bố mẹ có khó khăn thì sẽ lập tức nói với tôi, chứ không phải sợ tôi không có tiền mà ngại làm phiền. 10 năm trước, người ta nhìn vào thu nhập của bố mẹ tôi để đối xử với tôi. 10 năm sau người ta sẽ nhìn vào thu nhập của tôi để đối xử với bố mẹ tôi. Vậy cớ gì mà tôi không cố gắng? Trời mưa mà không có ô ấy thì phải đi nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Không có người chống lưng cho ấy thì từng bước đi phải thật cẩn trọng. Cuộc sống này là như vậy. Nếu như mà chúng ta không có gì cả, chúng ta phải dựa vào chính bản thân mình. Phải cố gắng nhiều hơn người khác rất nhiều, phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà khi chúng ta đứng trên đôi chân của mình ấy, nó là một sự vững vàng hơn rất nhiều. It's the most beautiful time of the year, lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but one day my father told me, son, to let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, said one day we'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when... Không phải. Nếu như biết trước là không thể nào thay đổi được hoàn cảnh thì chúng ta nên vui vẻ chấp nhận nó, như vậy không phải sẽ tốt hơn hay sao? Cuộc sống không hề dễ dàng, nhưng nếu chúng ta biết cách thì sẽ không có gì có thể làm khó được chúng ta. Khi tất cả mọi thứ như đang chống lại bạn, có điều gì đó là bạn không vui, có một sự khó khăn cho công việc hay là học tập, thì hãy nhớ rằng máy bay chỉ cất cánh bay thật cao khi bay ngược gió. Một trong những cái các em hãy hiểu rất rõ, đó là nghề nghiệp sẽ đi với các em trọn đời, chứ không phải là ba mẹ, chứ không phải là người yêu, chứ không phải là bạn thân. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nghề nghiệp sẽ giúp em trọn vẹn, nghề nghiệp sẽ giúp em lo cho ba mẹ trọn vẹn, nghề nghiệp sẽ giúp em lo cho vợ con chồng có em trở về, nghề nghiệp sẽ giúp em lo được cho thằng bạn thân của mình trở về. Ok, rõ với nhau chưa đó? Now all my friends are wasted, and I hate this club, man, I drink too much. Now the Friday night always sad, my eyes are black and red, I'm crawling back to your qua bài bản, không quyên biết ai, thì cách duy nhất chính là nhờ vào bản thân. Không có gì ngoài sự cố gắng. Khi mà mình thành công là người khác phải nể mình, chứ không nghĩ mình là như thế này như thế kia. Sợ tôi xứng đáng mà, suốt ngày tôi bị ám ảnh bởi sự cố gắng và xứng đáng, cho nên là cứ đâm đầu mà làm việc. Mọi người có biết câu nói nổi tiếng của Napoleon là gì không? Trong từ điển của tôi không có từ không thể. Bởi vậy, lẽ ra Napoleon nên nói là từ không thể chỉ tồn tại trong từ điển của những kẻ ngốc mà thôi. Đã có ước mơ ấy thì phải thật sự cố gắng.
để sau này khi nhìn lại tuổi trẻ phải dùng những từ giống như. Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch vãi cả lồn, mọi người cũng chê anh là đéo có tương lai. Và sau này thì mẹ mẹ anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh đéo quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng, anh nói thẳng luôn, bây giờ anh là thằng có tiền. Thế thôi, đéo nói gì, đéo đếm xỉa gì cả, thích nói đéo gì thì nói. Mình lo được cho mình lo được cho gia đình mình lo được cho mẹ mình, khi mà mẹ mình về già dần rồi, con mình lớn lên dần rồi, gia đình nó đề huề hạnh phúc, có của ăn của để, thế là được. Đéo cần phải trả lời em, người ta tự hiểu. Rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự nịnh em. Em có tin không? Địt mẹ mà cuộc sống nó buồn cười vãi lộn như thế. Có những người ngày xưa đéo coi anh ra một cái gì cả. Có những người cả chục năm đéo giờ liên lạc. This is my kingdom come. This is my kingdom come.